em trai ở Sơn Hòa, Phú Yên đã chia sẻ lại cho Minh Dũng rất hữu duyên. Màu thật của bức của đá nguyên viên, không có sơn dầu baby em bé gì hết, còn nguyên viên cơ đó. Dáng núi hài hòa 40, cao gần 20, mặt đáy mặt ngang đây 30, lành lặn tứ diện. Mặt đáy đây, mặt đáy liền. Nguồn gốc viên đá từ sông Ba Hạ, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Em trai đã chia sẻ giao lưu lại cho Minh Dũng, rất cảm ơn em nhiều. Dáng núi 40, chiều ngang xuống hơn 30 và chiều cao gần 20. Màu xanh vàng, màu rất thật của đá, còn nguyên zin. Cảm ơn.